lụm ve chai với bán vé số luôn hả? Bán vé số và lụm ve chai. Cái chiếc xe đó của bà hả? À, của mấy người mà mình quen nhau á, mấy có xe đi chứ hồi dễ thì có xe đi thôi. Dạ. Rồi á, nói xong tiền bánh này ra cho giấy rồi á, chứ bà thở nó tài làm sao bà đi được nổi. Con tặng cho bà cái món quà của bà Thứ, 91 tuổi, là mẹ của cô Vicky và chú Hưng tặng bà. Bà có gửi lời gì cho bà Thứ không? Bà nói đi. Gửi là chúc cho nhiều sức khỏe hết, với gặp nhiều may mắn rồi. Nếu có một điều ước mơ, bà ước gì không? Bà chỉ ước cho nhiều sức khỏe đồ, với vợ chồng đồ nhiều sức khỏe thôi. Chồng thì bệnh nằm bệnh viện á, rồi á đi bán giấy số hôm qua coi như là muốn hết vốn luôn á, nhờ người ta giúp giùm á, chứ còn lỡ hết 10 tờ luôn, chạy ra 10 tờ đó mình không có lời luôn á. Giờ chỉ mà cầu cho người nào bà con cô bác nhiều sức khỏe thôi. Nhiều khi bản thân mình á, mình không chúc chứ mình chúc cho bà con đều qua hết luôn á, cái gì cũng may mắn qua hết. Cảm ơn nhiều lắm con. Bao ve chai không hả bà?